Nhờ cảnh sát đến tìm hiểu, một cặp vợ chồng gốc Việt đã may mắn thoát hiểm và có thể nói là đã thoát chết. Tuy nhiên, họ cũng đã bị thương trầm trọng, mặt mày sưng húp vì bị đánh đập bởi chính con trai của họ. Theo tin của đài KAIT, trong lúc trốn trong tủ đựng chứa quần áo, người mẹ đã gọi điện thoại cho con gái ở tận tiểu bang Florida. Người con này đã gọi lại cho cảnh sát tại thành phố Jonesboro tại tiểu bang Arkansas, và nhờ đó mà nhà chức trách đã đến can thiệp. Khi đến nơi thì họ thấy một phụ nữ và chồng của bà bị dính máu trên người, mặt mũi sưng bầm, hai vợ chồng đã bị con trai đánh đập và nhốt trong phòng ngủ. Bản tin cho biết cảnh sát đã đến nhà vào lúc 1:23 sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 3 tại địa chỉ ở khu phố số 3000 ở đường Dane. Thấy cảnh sát đến gõ cửa, một phụ nữ đã từ đâu xuất hiện và chạy ra kêu cứu. Biên bản của cảnh sát ghi chép rằng người phụ nữ đã có con mắt bên trái bị sưng húp, không thể thấy đường. Bà cũng nói cho cảnh sát biết rằng chồng bà còn bị nhốt ở bên trong nhà. Sau đó, các cảnh sát viên thấy người chồng đi từ trên lầu xuống bậc thang với tay ôm lấy đầu. Hồ sơ được nộp tại tòa án cho biết người chồng đã có máu chảy từ con mắt bên trái và một vết cắt lớn đằng sau ót. Cảnh sát cũng cho biết người chồng đã bị gãy xương bả vai bên trái, gãy một xương khác trên mặt trái và vết cắt đằng sau đầu đã cần tới 8 vết khâu để mà khép lại. Người đàn ông đã nói với cảnh sát rằng con trai của họ, anh Phan Quốc Vinh, 21 tuổi, đã tấn công cha mẹ trong phòng ngủ. Khi vào phòng ngủ để xem xét thì cảnh sát ghi nhận là có máu văng tung tóe trên các bức tường và trên giường. Người mẹ cho biết vợ chồng bà bị Vinh đánh đập, nhốt bên trong phòng ngủ, bị ép buộc phải lau chùi những vết máu. Biên bản nộp tại tòa đã ghi lại như sau. Cảnh sát viên tìm thấy nhiều miếng vải và khăn đẫm máu nằm trong thùng rác ở trong phòng ngủ. Người mẹ cho biết bà đã trốn được vào trong tủ chứa quần áo để gọi con gái ở Florida và nhờ con báo cho cảnh sát. Tại tòa hạt Grant vào ngày thứ Hai ngày 5 tháng 3, thẩm phán David Bolling nhận thấy là có đủ lý do để mà truy tố Phan Quốc Vinh các tội là đánh đập, bắt cóc cha mẹ. Tiền thế chân cho thanh niên này được ấn định đó là 15.000 Mỹ Kim. Và ngày ra tòa được ấn định kế tiếp đó là ngày 27 tháng 4 năm 2018 tới đây. Định cư và ổn định của cuộc sống tại Mỹ đó là một trong những ước mơ của tất cả công dân trên thế giới. Vì đây là cường quốc số 1, nơi có thể cho bạn và gia đình có một cuộc sống tốt nhất. Tuy nhiên, khi đã chạm tới giấc mơ Mỹ và cùng gia đình an cư một cuộc sống hoàn toàn mới, thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Làm sao để hòa nhập nhanh nhất và phải di chuyển đi lại bằng phương tiện gì? Và làm sao để cho con bạn lựa chọn môi trường phù hợp nhất? Và sau đây là những trăn trở có thể ít được đề cập đến khi nhắc đến việc định cư Mỹ. Những nhu cầu thiết yếu hàng ngày cần được quan tâm đó là hàng đầu. Bắt đầu cho một cuộc sống ở một nơi hoàn toàn mới, có rất nhiều điều cần phải quan tâm và chuẩn bị một cách chu đáo. Việc cần thiết đầu tiên đó chính là những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày của cả gia đình. Ví dụ như là quy định tại nơi bạn ở giá cả ra sao, phải đóng tiền điện, tiền nước như thế nào, khi có gì thắc mắc thì phải hỏi ai, vân vân. Đây có vẻ là những điều đơn giản nên không được nhiều người chú trọng lắm khi có ý định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, đối với một đất nước hiện đại bậc nhất thế giới và gia đình bạn là những người hoàn toàn mới, những việc vừa được nhắc trên thực sự là cần được quan tâm và chuẩn bị thật kỹ trước khi ổn định cuộc sống tại đất nước cờ hoa này. Phương pháp đơn giản nhất để giải quyết những vấn đề trên đó là bạn cần sự hỗ trợ từ những người, những đơn vị tư vấn đã có kinh nghiệm sống nhiều năm tại Mỹ, và họ sẽ cho bạn những lời khuyên hữu ích và phù hợp nhất. Điều tiếp theo đó là phải làm quen với hệ thống giao thông hiện đại. Mỹ là một trong những quốc gia có hệ thống giao thông hiện đại nhất thế giới. Điều này đôi khi cũng là khó khăn đối với những người mới định cư Mỹ. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, bạn bắt buộc phải làm quen ngay với hệ thống giao thông để dễ dàng cho việc đi lại. Hệ thống giao thông Mỹ gồm có xe bus, tàu điện ngầm, taxi, xe đạp, xe ô tô.
Đối với những phương tiện công cộng thì bạn có thể dễ dàng làm quen, nhưng về lâu về dài bạn nên học bằng lái xe ô tô, vì đây là phương tiện được xem là thuận tiện nhất. Học bằng lái xe ở Mỹ cũng không phải là chuyện đơn giản nếu như bạn không có người hướng dẫn và chỉ đường. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải tìm hiểu về hệ thống y tế và phúc lợi xã hội. Mỹ là đất nước nổi tiếng về một hệ thống y tế hoàn thiện và những phúc lợi xã hội tuyệt vời dành cho công dân tại đất nước này. Nhưng không phải ai cũng am hiểu tất cả các quy định và quyền lợi dành cho những người mới định cư. Vì vậy, bạn cần có người hỗ trợ để làm giấy tờ, hợp thức hóa các quy định cần thiết để hưởng quyền lợi như là một công dân Mỹ. Những phúc lợi mà bạn đạt được hoặc là bạn hưởng là rất là quan trọng cho gia đình, cũng như là con cái trong thời gian đầu định cư ở một đất nước hoàn toàn mới và gia đình của bạn lại đón một cuộc sống mới. Mỹ là sẽ là một thiên đường cho gia đình của bạn nếu có những người đồng hành và hỗ trợ cho những ngày đầu đặt chân đến nước Mỹ. Để chắc chắn cho một tương lai ổn định và đi đúng hướng thì một đơn vị hỗ trợ là điều rất cần thiết. Và hiện nay có rất nhiều đơn vị tư vấn định cư ở Mỹ có thể giúp cho gia đình của bạn dễ dàng có thẻ xanh ở Mỹ. Chính phủ Mỹ chào mời startup bằng visa Mỹ khởi nghiệp vào cuối tuần trước. Bộ Nội an ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS đã chính thức công bố luật doanh nhân quốc tế của Nhà Trắng. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ cấp visa tạm thời hạn từ 2 đến 5 năm cho các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp đến từ những quốc gia khác bên ngoài Mỹ, nếu như công ty của họ đáp ứng được những yêu cầu nhất định như là huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ. Mỹ có thể cấp visa Mỹ khởi nghiệp cho doanh nhân. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố dự thảo luật doanh nhân quốc tế với đề xuất cấp visa tạm thời cho các doanh nhân nước ngoài nếu công ty của họ đáp ứng được một số yêu cầu. Theo dự thảo nêu trên, để nhận được visa loại này, các doanh nhân phải sở hữu ít nhất là 15% một hãng khởi nghiệp ở Mỹ, phải chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty, huy động được vốn từ các nhà đầu tư tên tuổi của Mỹ và có thể mang lại lợi ích lớn cho nước Mỹ. Luật này cho phép họ ở Mỹ tối đa là 2 năm. Sau đó, họ có thể nộp đơn gia hạn thêm 3 năm nếu như là công ty chứng minh được sức tăng trưởng và lợi ích cho người dân Mỹ, như tạo ra việc làm, doanh thu và tăng đầu tư vốn. Người dân Mỹ sẽ có 45 ngày để nêu ý kiến về đề xuất này. Luật mới cũng không cần chờ Quốc hội cho phép. Phó Giám đốc phụ trách công nghệ và đổi mới tại Nhà Trắng Tom Cawley và Chuck Ryan, trợ lý giám đốc phụ trách khởi nghiệp tại Văn phòng Chính sách Công nghệ và Khoa học cho biết, chương trình này mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ. Loại visa khởi nghiệp dành cho doanh nhân nước ngoài là một phần nỗ lực cải cách chính sách nhập cư của Tổng thống Obama. Những cải cách đã được Tổng thống công bố vào tháng 11 năm 2014. Nếu được thực hiện đầy đủ, có thể tăng GDP thêm 250 tỷ USD và giảm thâm hụt ngân sách thêm 65 tỷ USD trong 10 năm tới. Hiện tại, các đại gia công nghệ như Microsoft và Amazon phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa H-1B để đưa nhân tài từ nước khác tới Mỹ làm việc. Tuy nhiên, chính sách này chỉ hiệu quả với những người nhập cư vào Mỹ để làm việc cho các công ty đã tồn tại. Vì thế, luật mới sẽ cho phép doanh nhân quốc tế có cơ hội nhập cư vào Mỹ để mở công ty của chính họ. Thay đổi này nhận được sự ủng hộ của nhiều hãng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp. Cải cách nhập cư từ lâu đã là trọng tâm của Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia Hoa Kỳ, NVCA. Vì thế, chúng tôi rất vui khi thấy những ưu tiên của mình được giải quyết bằng đề xuất này. Ông Bobby Brandling, Chủ tịch kiêm CEO của NVCA cho biết, NVCA sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả biện pháp giúp cho doanh nhân nước ngoài dễ dàng tới Mỹ khởi nghiệp và thành công. Hiện tại, các đại gia công nghệ như là Microsoft hay là Amazon phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa Mỹ H-1B để đưa nhân tài từ nước khác tới phục vụ cho công ty của mình cũng như là làm sản sinh lợi nhuận cho Hoa Kỳ. Doanh nhân phải sở hữu là 15% một doanh nghiệp đã thành lập.
Để đáp ứng đủ điều kiện được cấp loại visa Mỹ Startup này, các doanh nhân phải sở hữu 15% một doanh nghiệp đã thành lập trong khoảng 3 năm trước đó tại Mỹ. Chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty, mức tăng trưởng doanh thu phải đạt là 20% mỗi năm. Các khoản đầu tư từ những nhà đầu tư Mỹ chất lượng phải nhận được khoản đầu tư trị giá ít nhất là 345.000 USD và những lợi ích cho cộng đồng có thể mang lại như là tăng vốn đầu tư, tạo việc làm và tạo ra ít nhất là 10 công việc toàn thời gian trong 5 năm. Phó giám đốc công nghệ và đổi mới Nhà Trắng là Tom Cawley và Doug Grant, trợ lý giám đốc tại phòng chính sách công nghệ và khoa học Nhà Trắng, đã trình bày những lợi ích kinh tế mà điều luật mới này mang lại như sau. Để đáp ứng đủ điều kiện để được cấp loại visa Mỹ Startup này, các doanh nhân phải sở hữu và cũng như là chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty của mình. Tạo ra loại visa Startup dành cho các doanh nhân quốc tế, đó là một nỗ lực cải cách chính sách nhập cư của Tổng thống Obama và cũng là một phần của dự luật di trú được hai đảng thông qua tại Thượng viện vào năm 2013. Dù là sẽ không có bộ luật thay thế nào, nhưng chính phủ đang nỗ lực hết mức để có thể sửa đổi những sai sót trong hệ thống luật nhập cư. Những cải cách Tổng thống công bố vào tháng 11 năm 2014, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể thúc đẩy sản lượng đầu ra của cả nước lên 250 tỷ USD, trong khi giảm mức thâm hụt liên bang tới 65 tỷ USD trong 10 năm. Từ trước tới nay, nhập cư vốn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng công nghệ và cả quốc gia nói chung. Rất nhiều doanh nhân phàn nàn về chính sách nhập cư ngăn cản việc doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh với các quốc gia khác và gây trở ngại cho đổi mới. Đây chính là động lực cho sự ra đời của New American Economic vào hồi đầu tháng này. Đây là sáng kiến được đưa ra nhằm thúc đẩy vấn đề cải cách nhập cư. Nhận được sự ủng hộ của hàng trăm chính trị gia và những doanh nhân. Hiện tại, những gã khổng lồ công nghệ tại Seattle như Microsoft hay Amazon đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa của Mỹ H-1B để có thể sử dụng nhân tài từ những quốc gia khác, đưa họ tới Mỹ làm việc. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho những người nhập cư vào Mỹ để làm việc cho những công ty đã tồn tại. Trong khi đó, điều luật mới sẽ cho phép những doanh nhân quốc tế nhập cư vào Mỹ để mở công ty của chính mình, và thay đổi này được nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía những công ty về nói về công nghệ cũng như là những công ty bắt đầu khởi nghiệp. Tuyên bố này là tin đáng mừng đối với hệ sinh thái doanh nhân, và chúng tôi hoan nghênh chính quyền ông Obama đã quan tâm giải quyết vấn đề này trước. Cải cách nhập cư lâu nay luôn là trọng tâm của Hiệp hội Vốn Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia Mỹ, NVCA. Và chúng tôi vui mừng là khi thấy những lo ngại lâu nay được hóa giải bằng đề xuất lần này. Theo Poppy Grenlin, chủ tịch của CEO của NVCA, NVCA sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những biện pháp nhằm giúp cho các doanh nhân nước ngoài có thể dễ dàng tới Mỹ, khởi nghiệp, kinh doanh và xây dựng nên những doanh nghiệp thành công. Chúng tôi hy vọng là có thể xem xét điều luật sâu hơn nữa, cân nhắc từng chi tiết và làm việc với chính quyền vào tuần tới để đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh khiến điều luật này đáp ứng tốt nhất mục tiêu là thu hút những doanh nhân giỏi nhất, tốt nhất từ khắp nơi tới Mỹ để mà làm việc. Những tiệm nail ăn nên làm ra là do những người có óc cầu tiến. Họ luôn đi tìm tòi, học hỏi, cách thức thay đổi sao cho tiệm nail của họ được tốt hơn và hoàn thiện hơn. Họ gần như là không bao giờ chấp nhận hiện tại của họ đã hoàn hảo, và họ luôn phấn đấu với bản thân, luôn luôn là những người đi tiên phong trong việc cải tiến tiệm nail của họ. Có vài chủ tiệm được dịp quen biết đã chia sẻ rằng tiệm nail của em bây giờ đã là top của các tiệm Việt ở đây rồi. Giá của em là cao hơn các tiệm khác và tiệm của em lúc nào cũng có khách. Em đang định mở thêm một tiệm mới để cạnh tranh với các tiệm Mỹ. Còn ngược lại, các tiệm nail đang lình bình không thể phát triển được thì cho biết kinh tế khó khăn nên làm ăn khó khăn, khách hàng không có tiền để trả, các tiệm khác phá giá quá sao có thể làm ăn được. Cũng rất là khó hiểu vì hai chủ tiệm nail này ở chung trong một thành phố, thưa các bạn. Cho nên đối thủ cạnh tranh lớn nhất của tiệm nail
không phải là tiệm bên kia đường, mà chính là bản thân chúng ta không chịu thay đổi. Trong nhiều lĩnh vực, chúng ta thường nghĩ thức thời mới là người tuấn kiệt. Chúng ta thử nhìn lại sự phát triển của ngành nail ra sao. Hầu như là năm nào cũng có sản phẩm mới, cách làm mới ra đời để phục vụ cho ngành nail. Nếu chúng ta không chịu thay đổi, không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, thì dù là nền kinh tế không khó khăn, tiệm nail của chúng ta cũng phải gặp khó khăn. Song song với việc chăm sóc móng cho khách, chúng ta còn phải đáp ứng với trào lưu của xã hội về cách tiếp thị, cách giữ khách. Và đây là những điều tối thiểu chúng ta có thể làm để cạnh tranh trong thời buổi hiện nay. Chúng ta có thể đi dự các buổi trade show, nail show mỗi khi có dịp. Chúng ta có thể theo dõi tin tức liên quan đến ngành nail và tham dự các buổi đào tạo về quản lý cũng như tiếp thị, nâng cao tay nghề, nâng cao kỹ thuật quản lý. Đặc biệt là chúng ta cũng nên tìm hiểu thêm về yếu tố con người, đó là những nhân viên, những thợ nail trong tiệm của chúng ta, để chúng ta có đời sống tương quan tốt đối với những thợ nail của chúng ta, xây dựng một mối quan hệ tình thân cũng như là mối quan hệ với khách hàng. Áp dụng những gì mới mẻ trên bản thân mình trước khi áp dụng vào tiệm nail của mình. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.